Lotus by Johnny Dũng, the best of life. Trong thời gian qua chúng ta được nghe nói rất là nhiều những sản phẩm Fucoden mà rất là rẻ ngoài thị trường. Anh Dũng nghĩ sao? Cơn sốt Fucoden. Cơn sốt Fucoden, đúng rồi. Có những chai Fucoden rất là to bự, rồi những cái viên thuốc Fucoden mà trong chai to to đó mà có mấy chục đồng, 3-40 đồng đó, là làm từ đâu ra ha? Anh Dũng không dám nói đến, tại vì hiện tại bây giờ thì khi mà mình đã nói về vấn đề cơn sốt thì khắp mọi nơi người ta cũng nghĩ vấn đề về kinh doanh và thương mại. Nhưng mục đích của chúng ta là muốn gửi đến quý vị những sản phẩm Fucoden phải rất là tinh túy, phải rất là tuyệt vời, để quý vị biết chắc là chúng quý vị cầm được một cái sản phẩm nó có chất lượng, để nó giúp làm những việc mà nó cần phải làm, trì trệ trong gan thận, về những cái nội tạng của chúng ta, giúp chúng ta có thể ngủ được, giúp chúng ta lấy lại được cái sự luân chuyển trong máu huyết từ tay chân đến vấn đề hô hấp lên trên não bộ, rồi giúp cho chúng ta vấn đề về đường tiêu hóa, về tuyến tụy. Công ty chúng ta tự mình trồng lên những cái Fucoden của chúng ta, sạch sẽ, không phóng xạ, không bị nhiễm trùng, không bị gần những cái nơi mà con người sinh hoạt hay thú vật sinh hoạt, để chúng ta có sợ bị những sự nhiễm trùng trong cái loại tảo nâu, cái loại dược rong biển Mozuku. Sau đó đến mùa chúng ta gặt hái, rồi chúng ta về chiết xuất nó, rồi chúng ta tự làm ra công thức của chính chúng ta để mang về. Vì vậy mà tại sao công ty lúc nào cũng được mệnh danh là vua của Fucoden, tức là King of Fucoden, bởi vì chúng ta mang 3 loại dược thảo Fucoden nổi tiếng lừng lẫy trên thị trường để nhận lãnh lấy cái danh hiệu đó, bởi vì cái sự hữu hiệu của mỗi một dược thảo mang đến cho sức khỏe mà hàng trăm, phải nói đến hàng ngàn quý vị. Gọi đến cho Johnny Dũng, email cho Johnny Dũng và tâm sự với nhân viên của Johnny Dũng để nói về cái sự mầu nhiệm, cái sự tuyệt vời mà sức khỏe của họ đã được thay đổi từ tuyệt vọng trở nên hy vọng. Chúng ta đã có Super Fucoden không giống với những cái Fucoden ngoài đời. Trong đây nó có cả đơn dương tảo. Sự kết hợp của đơn dương tảo là cái sự bắt buộc phải có. Bởi vì trong đơn dương tảo giúp chúng ta thay thế tất cả những amino acids, thay thế tất cả những cái lượng mà vegetables, tức là những cái loại rau quả mà chúng ta không thể nào ăn được trong một ngày. Nếu quý vị về kiểm nghiệm lại, ngay cả bản thân em và anh, trong 5 ngày vừa rồi, bao nhiêu loại rau quả chúng ta đã ăn qua? Không có bao nhiêu hết, bởi vì mỗi ngày ăn là chút xíu lượng rau. Chưa chắc gì một ngày đó em ăn được một trái cây nữa. Nhiều khi quên, hay làm việc bận rộn, hay là không nhớ, hay là không kịp đi chợ, shopping. Vì vậy mà khi chúng ta dùng được cái lượng chlorella, tức là đơn dương tảo, chúng ta đã sửa chữa lại những cái gì không đúng trong cơ thể của chúng ta, rất nổi tiếng. Bên cạnh đó chúng ta có 500mg để lấy được cái chất AHCC từ dược nấm đông khô, cái dạng nước Imotarocaiso của dạng nước 10 chai như thế này đã thay đổi ngay lập tức, bởi vì nó mang cái lượng liposomal, tức là kỹ thuật thẩm thấu 97% trong dạng nước từng cái chai nhỏ. Và vì vậy mà cho Dũng muốn trả lời lại câu hỏi mà Thảo Ly đã nói ngay từ lúc đầu. Tại sao trên thị trường chúng ta có những cái chai lớn như thế này mà chúng ta không làm chai lớn mà là chai nhỏ? Lý do thứ nhất, trong cái chai lớn chúng ta mở ra uống nó đã bị oxy hóa. Chúng ta phải làm từng chai nhỏ để chúng ta dùng một ngày xong chúng ta vất đi. Và đồng thời trong những cái chai Fucoden lớn chỉ có một cái lượng Fucoden rất ít, nhưng chúng ta bên cạnh Fucoden chúng ta có nghệ đỏ để thẩm thấu 100%. Chúng ta có cả đông trùng hạ thảo nằm trong mỗi một cái chai nhỏ của Super Fucoden dạng nước. Chúng ta có nấm agaricus. Những dưỡng chất tuyệt vời này vào kết hợp chung với nhau thì nó sẽ làm những việc mà cho chúng đã giới thiệu được quý vị, nó phải làm những việc đó. Và chúng ta phải dựa vào trong Super Fucoden mỗi một ngày. Nhưng anh Dũng không thể là thiếu nó mỗi một ngày. Có ngày thì uống một chai nước, có ngày thì uống 4 viên của Super Fucoden 500mg. Và đặc biệt khi quý vị đến với công ty Lotus, quý vị an tâm bởi vì là hãng xưởng duy nhất làm ra công thức cho Johnny Dũng. Vì vậy mà quý vị đến mua thì mua từ chính gốc và chúng tôi ship hàng ra cho quý vị. Một số điện thoại và một website duy nhất chính gốc quý vị thấy trên màn hình, đó là nơi quý vị có thể tin tưởng. Và Johnny Dũng dùng uy tín để bảo đảm với quý vị về những sản phẩm mà Johnny Dũng đã mang về từ những công ty hãng sản xuất trực tiếp cho công ty ở tại Nhật và 18559556887 và usjlotus.com sẽ có chương trình promotion đặc biệt là mua 3 tặng 1 cho những sản phẩm của công ty Lotus. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Thế giới ngày càng ô nhiễm, thức ăn nhiều độc tố, lo âu dồn dập, bệnh tật tràn lan. Chưa kể đến những căn bệnh ung thư bất hạnh nảy sinh trong mình chúng ta. Người dân bản xứ từ Okinawa, Nhật Bản đã từng biết gìn giữ sức khỏe cho riêng mình nhờ vào dược rong biển bất tử Mozuku với chiết xuất Fucoden thiên nhiên trong lành, cố gắng vượt qua những tồi tệ của môi trường ô nhiễm và ứng phụ đầy nguy hiểm. Công ty Lotus làm tròn sứ mệnh mang về cho chúng ta Super Fucoden dạng nước 5.357mg trong mỗi chai, hòa quyện cùng nghệ đỏ AHCC từ nấm shiitake, nấm agaricus, đông trùng hạ thảo Tây Tạng, glutathione, alpha lipoic acid giúp DNA khỏe lại, và với kỹ thuật cao nhất trên thế giới liposomal thẩm thấu gần như tuyệt đối.
mới hợp 10 chai tinh túy ấp ủ nhựa sống, phục hồi sức khỏe và giữ chặt niềm hy vọng của chúng ta. Cho nên Dũng xin hân hạnh giới thiệu và gửi đến quý vị Super Fucodin dạng nước Imotaro Caso 5.357mg có 102 trên thế giới. Lotus by Johnny Dũng, The Best of Life.